Timu Sa đang có mặt tại làng cổ Đường Đông rồi. Đây là một cảnh hai vợ chồng nhà Phi Thanh Vân. Cô dâu Phi đang tập tại tập gym cho nên là cơ bắp nó nổi lên cuồn cuộn. Ở đây trong một cảnh hái hoa. Chung. Chú rể mít văn rồi. Tự nhiên. Hay là bây giờ mới được sống về với cả sự tinh thần. Sống về với sự tinh thần. Trời ơi, Vân ơi, vẫn còn kịp Vân ơi. Vân suy nghĩ lại đi. Ok, vào đây. Chị Vân xem xét là giới tính của anh Phi đi nhá. Ở đây với cả tóc cho anh yêu. Đúng rồi, cái tóc đây, làm kiểu cái tóc đây. Rồi, đang xem hoài. Rồi, đúng rồi.